Chuyện là vậy nè. Trời ơi, Bình ơi là Bình. Mày làm ơn mày nghe máy giùm tao đi. Bình ơi, mày tên Thanh Bình mà tại sao nó không có Thanh Bình chứ? Nó phức tạp quá. Tao biết vậy tao có đưa tiền cho mày, toàn bộ số tiền tao đưa hết cho vợ tao làm cái show thời trang. Lại bây giờ nhà tao êm ấm mà tao không có bị tiền mất. Giờ không dám vô nhà. Tao thề thằng nào mà tên Bình mà gặp một cái là tao quýnh hết. Tao không chưa thằng nào hết. Ôi uổng lắm. Đập cái ông có nói chuyện với thế giới loài người. Bình ơi là Bình. Tao tức quá. Bình ơi, Thanh Bình ơi. Hết tiền luôn rồi. Đó, tụi con thấy chưa? Anh đang tập trung làm cái dự án của anh đúng không? Thì bây giờ mình tập trung mình theo cái dự án đó. Xong rồi cái chừng vài tháng nữa thôi, cái mình có được kết quả là lo được cho vợ, cho con, cho gia đình rồi. Không có buồn nữa nghe chưa? Nhắc tới đây muốn đi nữa. Ê, sao vậy? Mất trắng hết rồi. Cái gì vậy anh? Anh nói cái gì vậy? Mất trắng luôn hết rồi. Là sao? Mất trắng cái gì? Cái tiền... tiền mà anh đưa cho. Trời ơi. Chuyện mẹ trong nàng dâu có ai yêu nhau.